Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi lấy mạng nhị đương gia của Huyết Vân Đạo, Mạnh Xuyên đã nhặt được di vật thần tôn và bị hút vào bên trong không gian thí luyện. Cũng trong lúc này thì ở tại Ngọc Dương Cung, Mai Nguyên Chi đã dọn dẹp hành lý và chuẩn bị gia nhập quân đội tiến vào biên quan phục dịch. Bởi vì không còn hy vọng trở thành thần tôn cho nên anh ấy quyết định sẽ đến chiến trường khốc liệt kia để tịch luyện. Ở đó không chỉ có thể giúp mọi người trảm yêu mà còn có hy vọng được quân đội tìm cách khôi phục lại tay chân cho hắn. Trở lại với Mạnh Xuyên, sau khi bị hút vào trong không gian thí luyện thần tôn, hắn phát hiện mình đang xuất hiện ở một nơi vô cùng đẹp đẽ, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy vậy, trong lúc Mạnh Xuyên đang xem xét tình hình xung quanh thì một giọng nói tràn ngập uy lực đem theo bá khí ngút trời vang lên. Bây giờ sao cả một tên nhóc thoát thai cảnh cũng vào được không gian truyền thừa của ta thế này? Nên theo phía thanh âm kia phát ra, Mạnh Xuyên ngước đầu lên thì phát hiện một lão nhân trung niên thân hình vạm vỡ đang cưỡi trên mình một con dao long khổng lồ. Ấn tượng đầu tiên của hắn về người này chính là cảm giác vạn vật núi non xung quanh so với vị tiền bối này đều trở nên vô cùng tầm thường. Đúng lúc này, không cho hắn có thời gian suy nghĩ, vị thần tôn kia lập tức phóng công kích về phía Mạnh Xuyên. Cảm nhận được áp lực khủng bố từ trên cao giáng xuống, lôi điện trên người Mạnh Xuyên cũng bộc phát ra tùy thời chống đỡ. Thế nhưng công kích của hắn tuyệt nhiên không thể chạm tới được thân thể vị tôn giả kia. Thời gian trôi qua, sau nhiều lần thất bại lại tiếp tục đứng dậy chiến đấu với người đàn ông trung niên vạm vỡ thần bí kia, Mạnh Xuyên đã lĩnh ngộ được một bộ đao pháp vô cùng bá đạo. Đây chính là 75 thức trong Lôi đỉnh diệt thế đao, được hắn gọi là Ngũ Lôi Giáng Thế. Trong này liên tiếp xuất ra 5 đao, uy lực theo đó mà lớn dần, đến đao thứ 5 có thể giải phóng ra lực lượng bá đạo cực kỳ kinh khủng. Tuy nhiên, nếu ở trong trạng thái bình thường sẽ không thể thi triển chiêu thức này, điều kiện bắt buộc là hắn phải sử dụng tâm hồn chi lực để kích phát. Sau khi học xong chiêu thức mà vị tiền bối trong không gian thần tôn chỉ điểm, Mạnh Xuyên do kiệt sức mà ngất đi. Khi ý thức hắn dần khôi phục thì đã thấy bản thân đang ở phủ Mạnh gia. Chuyện hắn sát hại hai cao thủ vô lậu cảnh của Huyết Vân Đạo đã truyền đi khắp đạo viện Kính Hồ, Mạnh Xuyên bỗng chốc trở thành thần tượng của tất cả các đệ tử nơi này. Thời gian trôi qua, Mạnh Xuyên không chỉ ở phủ của mình chuyên tâm tu luyện mà còn chỉ điểm giúp những sư huynh đệ khác ở phủ Mạnh gia ngày một tiến bộ. Trong đám thiếu niên anh tài ở đây thì Chu Tiềm là người có thiên phú tốt nhất. Nhờ chăm chỉ luyện tập cùng với Mạnh Xuyên, hắn đã được Ngọc Dương Cung Chủ để mắt tới. Lại nói dạo gần đây, yêu quái của Thiên Yêu Môn hoành hành tại Đông Linh Phủ rất nhiều, hiển nhiên là do đám nhân loại phản bội tiếp tay cho đám yêu kia. Chính vì thế, phía Ngọc Dương Cung đã giao cho Mạnh Xuyên và Chu Tiềm nhiệm vụ đi điều tra hang ổ của Thiên Yêu Môn tại Phủ Đông Linh. Mạnh Xuyên vốn tưởng rằng sau đại hội trảm yêu đã tiêu diệt hết đám yêu quái kia rồi, nhưng không ngờ vẫn còn để lại tàn dư khiến bọn chúng lại sinh sôi nảy nở. Không bao lâu sau, lần theo dấu vết và những manh mối đám yêu kia để lại, cả hai đã phát hiện ra một tòa động phủ tràn ngập mùi huyết vụ. Biết chắc đây chính là cứ điểm luyện đan của Thiên Yêu Môn, Mạnh Xuyên và Chu Tiềm quyết định đột nhập vào bên trong để tra xét tình hình. Lúc này thì ở trong một căn mật thất tối đen, hình ảnh đám yêu nhân dính bùa lại xuất hiện. Bên cạnh một cái lò luyện đan khổng lồ, giọng nói vô cùng tức giận của ai đó bất ngờ vang lên. Đan của ta! Thanh âm này làm cho đám nhóc kia sợ hãi không thôi, tất cả đều quỳ rạp xuống đất mà run rẩy. Giọng nói vừa rồi chính là của đường chủ Mộ Dung Du. Sau một năm bế quan tu luyện, gã phát hiện lò luyện đan của mình tại Đông Linh Phủ đã bị đám thiếu niên trong đại hội trảm yêu triệt phá, khiến gã vô cùng tức giận. Đúng lúc này thì thanh âm quái dị của một tên khác cũng liền cất lên, đường chủ đại nhân đừng tức giận, ta đã có cách giúp ngài xả ra cơn bực bội này. Lời vừa dứt, từ trong màn khói quỷ dị, vị đường chủ kia cũng xuất hiện. Đây là một yêu nhân mang hình dáng của một tên đô con, lực lưỡng, khuôn mặt hung dữ của gã không kiềm được cơn giận mà như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Sau đó, gã lạnh lùng lên tiếng, trong thời gian ta bế quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía đối diện rất nhanh vang lên tiếng đáp trả. Đại ca Đông Linh Phủ không có chuyện gì lớn, chỉ là cách đây không lâu, Huyết Vân Đạo đã bị một tên tiểu tử thoát thai cảnh của Mạnh gia lấy mạng. Đang nói là trên người hắn có một miếng di vật thần tôn đã mất tích. Theo như ta suy đoán thì vật này chắc chắn trong tay tiểu tử Mạnh Xuyên kia. Cái gì? Hắn là ai mà lại lợi hại như vậy? Để ta đi xem thử. Đến đây thì cũng hết tập 19 Thu Nguyên Đồ. Liệu rằng tên gia hỏa này định giở trò âm mưu điều gì? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.